Đã hơn một năm kể từ ngày mà Garmin đưa ra trên thị trường dòng sản phẩm signature mới của họ đó chính là Fenix 7 Series Và cho đến thời điểm hiện tại chúng ta đã có một sản phẩm nâng cấp hơn Đó chính là chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 Pro Series mình đang có ngay tại đây Với nhiều sự nâng cấp như là về màn hình MIP thế hệ mới này, chi cảm biến đo nhịp tim thế hệ được thứ năm Và thêm những công cụ để hỗ trợ cho người dùng có thể hiểu rõ hơn về quá trình luyện tập của họ và nội dung chính của video ngày hôm nay hãy cùng mình bóc tách ra những cái điểm nâng cấp mới trên những chiếc đồng hồ Garmin Fenix 7 Pro Series này với cả những mẫu sản phẩm tiền nhiệm ngày trước nhá Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu video ngay bây giờ thôi. Phần đầu tiên đó chính là về màn hình MIP thế hệ mới. Màn hình MIP là một dạng màn hình truyền thống của Garmin và với dạng màn hình này thì nó không quá là mang lại hình ảnh xuất sắc như là màn hình AMOLED với hay là màn hình Retina ở trên những chiếc đồng hồ Apple Watch. Tuy nhiên thì nó vẫn đảm bảo cho người dùng có thể dễ dàng theo dõi và quan sát được thông tin ở trong nhiều điều kiện môi trường ánh sáng khác nhau, đặc biệt là khi ở ngoài trời nắng nhé Với màn hình MIP thì sẽ không gặp các tình trạng như là bị chói này, bị lóa như ở trên màn hình AMOLED hay là Retina mà nó có thể hiển thị rõ thông tin tốt hơn rất nhiều so với hai dạng màn hình trên. Hiện tại thì ở trên những chiếc đồng hồ thuộc Garmin Fenix 7 Pro Series thì chúng ta đã được trang bị một màn hình MIP truyền thống thế hệ mới. Và để các bạn có thể dễ dàng mường tượng hơn thì với hình ảnh các bạn đang thấy ngay bây giờ đó chính là về hệ thống đèn nền ở trên chiếc đồng hồ Phoenix 7 và trên Phoenix 7 Pro Series thì đều là ở ngưỡng 50% Và rõ ràng có thể thấy rằng là hình ảnh ở trên chiếc đồng hồ Garmin Phoenix 7 Pro Series thì nó đang mang lại hình ảnh sắc nét hơn, dễ dàng quan sát hơn dành cho người dùng so với cả phiên bản tiền nhiệm Thứ hai đó chính là chip cảm biến hệ đời thứ năm về phần ngoại quan, có thể dễ dàng thấy rằng là chip cảm biến đo nhịp tim thế hệ đời thứ năm của Garmin đang lớn hơn một chút so với phiên bản thế hệ đời thứ tư. Với sự thay đổi này, mình thấy rằng là Garmin đang muốn giúp cho cái việc là cái khả năng tiếp xúc ở trên chip đời thứ năm này nó tốt hơn một chút so với phiên bản thế hệ thứ tư. Đặc biệt là khi các bạn vận động ở trong cường độ cao như là về các môn như là chạy bộ này, rồi nhảy dây này hay các môn về cardio cường độ cao chẳng hạn thì cái đồng hồ chúng ta sẽ thường di chuyển ở trên cổ tay. Vậy nên thì với kích thước lớn hơn thì nó sẽ giúp cho cái việc là tiếp xúc ở trên cổ tay của người dùng nó chắc chắn hơn và đảm bảo được là cái khả năng đo nhịp tim sẽ luôn chính xác ở mọi hoàn cảnh. Cá nhân mình đã có một bài trải nghiệm thực tế về khả năng đo nhịp tim ở trên chip thế hệ thứ năm này so với cả dây đo nhịp tim chuyên dụng HRM Pro Plus trong quá trình chạy bộ rồi. Và với phần biểu đồ các bạn đang thấy ngay bây giờ thì với khả năng đo nhịp tim ở trên chip thứ năm so với cả HRM Pro Plus có độ chính xác rất cao, gần như là tuyệt đối luôn. Mình thấy rằng là độ chính xác được lên tới là 99 cho đến 98% nhé và qua cái phần biểu đồ vừa rồi có thể dễ dàng thấy rằng là khả năng đo nhịp tim ở trên những chiếc đồng hồ Phoenix 7 Pro Series đang có độ chính xác rất cao khi so sánh trực tiếp với cả dây đo nhịp tim chuyên dụng nhé. Nếu như ở trên phiên bản tiền nhiệm là Phoenix 7 thì chúng ta sẽ chỉ có cái hệ thống đèn flash này ở trên cái sản phẩm có kích thước to nhất là 51mm mà thôi Còn ở trên phiên bản 47mm hoặc là 42mm thì chúng ta sẽ không có cái hệ thống này nhá còn với những chiếc đồng hồ thuộc Garmin phoenix 7 Pro thì toàn bộ kích thước từ 42, 47 cho đến 51mm thì đều được trang bị hệ thống đèn flash này Với hai tông màu chủ đạo đó chính là tông màu trắng và tông màu đỏ Đặc biệt là với tông màu trắng thì các bạn có thể dễ dàng thay đổi được cả về cường độ sáng khác nhau nữa nhé Cá nhân mình thấy rằng thì với hệ thống đèn flash này sẽ có một kính ứng dụng cao trong cuộc sống Đặc biệt là khi các bạn chạy bộ ngoài trời này Hoặc là khi mà các bạn trong cuộc sống hàng ngày ấy, Thì chúng ta sẽ luôn chủ động trong mọi trường hợp Đặc là khi mà chúng ta sẽ có một hệ thống đèn pin ở trên cổ tay ngoài ra thì với hệ thống đèn flash này thì chúng ta cũng có thêm một tính năng có gọi là đèn chớp với hệ thống đèn chớp này thì các bạn có thể tùy chỉnh được cái khả năng chớp của đồng hồ nhé từ chậm này rồi vừa phải này cho đến nhanh này và với hệ thống đèn chớp này thì mình thấy rằng là nó sẽ có tính ứng dụng trong cuộc sống khi mà các bạn đang cần tìm kiếm sự trợ giúp trong trường hợp nguy hiểm thứ năm đó chính là tính năng về bản đồ thời tiết với những chiếc đồng hồ thuộc Garmin Fenix 7 thì chúng ta sẽ được trang bị một hệ thống thời tiết cực kỳ chi tiết. Tại đây thì chúng ta sẽ biết được là nhiệt độ trong ngày này, nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất, nhiệt độ hiện tại rồi tốc độ gió, hướng gió độ ẩm, điểm xương hay thậm chí là cả về chỉ số TOV nó có tốt hay, hay hại ở thời điểm hiện tại hay không. Mà không chỉ đơn thuần là chúng ta có thể theo dõi được về thông thời tiết của ngày hôm nay đâu mà các bạn có thể xem được các giờ tiếp theo này hay là ngày tiếp theo trong vòng 7 ngày gần nhất nhé. Còn với ở trên chiếc đồng hồ Phoenix 7 Pro Series thì các bạn còn có thể thêm một tính năng có tên là bản đồ thời tiết. Với bản đồ này thì các bạn có thể dễ dàng theo dõi được sự thay đổi của ba yếu tố chính, đó chính là về lượng mưa này, rồi nhiệt độ này và cuối cùng đó chính là về tốc độ gió và hướng gió sẽ thay đổi như thế nào trong ngày hôm nay. Đây là một cách truyền tải thông tin rất là chi tiết này và mang lại những trải nghiệm thú vị cho người dùng. Thứ sáu đó chính là về những môn tập luyện thể thao mới hiện tại là trên những chiếc đồng hồ thuộc Garmin Fenix 7 Pro Series thì chúng ta sẽ được trang bị lên tới là hơn 30 môn tập luyện thể thao khác nhau nữa cơ. Với cái việc là tại đây thì chúng ta sẽ thêm những cái môn như là về quần vợt chẳng hạn thì chúng ta sẽ có tennis, bóng bàn, cầu lông này, hay là những môn về đồng đội như là về bóng đá này, bóng rổ và những chiếc đồng hồ này giúp các bạn có thể theo dõi được rất nhiều các chỉ số trong xuyên suốt quá trình vận động như là về khoảng thời gian này, khoảng cách này, tốc độ, nhịp độ, nhịp tim và đặc biệt đó chính là về lượng calo tiêu thụ. À, với những cái thông số này thì nó chỉ ở mức cơ bản thôi Nhưng cá nhân mình thấy rằng thì nó vừa đủ và đáp ứng được đúng nhu cầu Để giúp người dùng có thể quan sát và theo dõi được chi tiết những cái vận động của họ trong quá trình luyện tập Và phần và cuối cùng đó chính là về những chỉ số để giúp người dùng có thể hiểu rõ hơn về quá trình luyện tập Và chúng ta sẽ có hai chỉ số mới Đầu tiên chính là điểm sức bền với điểm sức bền này thì những chiếc đồng hồ thuộc Garmin Fenix 7 Pro sẽ dựa vào toàn bộ những môn tập luyện thể thao mà các bạn đang sử dụng. Ví dụ như là về chạy máy này, rồi chạy bộ ngoài trời này và gym trên đồng hồ của mình ngay bây giờ các bạn đang thấy đấy. Thì với ở đây thì đồng hồ sẽ dựa vào toàn bộ những kết quả có trong quá trình luyện tập của mình để đánh giá do cái điểm sức bền của mình ở thời điểm tại đang như thế nào. Với thang điểm từ 0 cho đến 10.000 nhá thì sẽ giúp cho người dùng có thể hiểu rõ được về điểm sức bền của họ ở thì điểm hiện tại ra sao cũng như là đồng hồ cũng sẽ dựa vào những cái quá trình luyện tập của các bạn để đánh giá và phân tích ở trong vòng 4 tuần vừa qua với những cái khối lượng luyện tập như vậy thì nó có giúp cho bạn là có thể cải thiện được sức bền hay không từ từ đây người dùng có thể hiểu rõ hơn về quá trình luyện tập của họ này để nhằm đưa ra những cái sự thay đổi về giáo án và bài tập hoặc là duy trì nhằm mang lại được hiệu quả luyện tập tốt hơn thứ hai đó chính là về điểm leo dốc đúng như cái tên của em nó thì điểm leo dốc là một tính năng để giúp cho người dùng có thể hiểu rõ hơn về khả năng leo dốc của họ tại đây thì đồng hồ sẽ dựa vào ba yếu tố chính đầu tiên đó chính là về chỉ số vi max thứ hai đó chính là sức bền khi leo dốc Thứ ba đó chính là về sức mạnh của bạn khi leo dốc và dựa vào ba chỉ số này thì đồng hồ sẽ đánh giá thang điểm của bạn leo dốc trên từ 0 cho đến 100 nhé. Với cái thang điểm này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về khả năng leo dốc của các bạn này và dựa vào những chỉ số này thì đồng hồ sẽ đưa ra những gợi ý để cho các bạn có thể biết được là khi chúng ta gặp cái đường leo dốc thì chúng ta phải làm gì. Và vừa rồi là một vài điểm nâng cấp từ phiên bản Phoenix 7 Pro so với phiên bản tiền nhiệm là Phoenix 7 nhé. Có thể thấy rằng nếu như các bạn đang sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ Garmin Phoenix 7 mà không sử dụng hết tính năng của nó ấy, thì mình nghĩ rằng là không nhất thiết là phải lên đời đâu. Tuy nhiên nếu như các bạn là một người đang muốn tìm kiếm những cái mới này, muốn trải nghiệm những công nghệ tốt nhất của Garmin ở thì hiện tại thì cũng có thể cân nhắc những chiếc đồng hồ này nhé. Toàn bộ những sản phẩm này đều đang có sẵn tại các showroom của An Tiến. Nếu bạn có câu hỏi gì hãy comment phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.